Nhân kỷ niệm 93 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2018, chiều ngày 20 tháng 6, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức gặp mặt tiếp xúc đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí trung ương có văn phòng đại diện, thường trú tại Hải Phòng và các cơ quan báo chí thành phố. Chúc mừng đội ngũ những người làm báo nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành ghi nhận và cảm ơn những đóng góp vai trò quan trọng của các cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo trong công tác thông tin tuyên truyền về thành phố trong thời gian qua, nhất là trong việc truyền tải các nghị quyết của Trung ương, của Đảng bộ, chính quyền thành phố tới nhân dân. Các cơ quan báo chí góp phần tạo động lực tinh thần, sự tin tưởng, phấn khởi, đồng thuận trong nhân dân đối với các chủ trương lớn của thành phố đồng chí bí thư thành ủy khẳng định thời gian vừa qua trong sự nghiệp xây dựng phát triển thành phố và trong quá trình đổi mới có những việc chưa tạo ngay sự đồng thuận trong nhân dân đồng chí mong các cơ quan báo chí trung ương và địa phương các nhà báo tiếp tục hợp tác đồng hành với chính quyền thành phố nghiên cứu kỹ những chính sách của thành phố để có thông tin lựa chọn hơn Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ tiếp tục có những đổi mới trong phương pháp cung cấp thông tin cho báo chí để góp phần định hướng dư luận, tạo sự đoàn kết, ủng hộ trong nhân dân, tạo nguồn lực tinh thần để toàn dân tham gia vào sự nghiệp phát triển của thành phố trong chương trình gặp mặt đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí các nhà báo phát biểu bày tỏ sự vui mừng trước những khởi sắc tốc độ phát triển nhanh chóng của thành phố trong thời gian gần đây sự quan tâm gần gũi và cởi mở của lãnh đạo thành phố trong công tác thông tin tuyên truyền và ý kiến góp sức của thành phố ngày một phát triển nhất là trong công tác thông tin tuyên truyền đa dạng các lĩnh vực hoạt động của thành phố.